Sau một thời gian các bạn đã trải qua các bài luyện ngón cho đến các tiểu phẩm piano từ dễ đến tương đối khó, song song kèm theo đó là các bài kỹ thuật bổ trợ thêm về ngón. Đây là phần mà rất nhiều người học thích, đó là solo các tác phẩm piano nổi tiếng. Trong cuốn chia sẻ kinh nghiệm học piano, Huyền có viết khá rõ này. Ở trong tập bài giảng này, có nhiều tác phẩm piano mà chúng ta vẫn hay nghe thấy trên TV, radio, trên internet, vân vân của nhiều tác giả khác nhau, mà đặc biệt ở đây là ông Beethoven, ông Tchaikovsky và ông Giruma. Các bài này không chỉ tốt cho ngón tay mà các bạn sẽ được va chạm thêm nhiều giọng khác nhau, nhịp khác nhau, có thể dùng để solo, biểu diễn trên sân khấu hoặc cover. Cover thì đăng lên mạng, chơi cho người yêu nghe nếu có, chơi cho mọi người nghe hoặc cho chính bản thân mình thưởng thức. Chú ý nhiều về sắc thái tình cảm của bài. Tập đến những cái bài như này thì trình độ ngón của các bạn cũng đã khá tốt rồi, nên ngón tay trong bài sẽ không ghi nhiều hoặc không ghi. Tuy nhiên, các bạn đừng lo, có thể xem trong video, Huyền có đọc số ngón tay ở trong đó. Bài đầu tiên, Song from Sweet. Bản này thì rất là nổi tiếng, không phải bàn cãi rồi. Bây giờ nhá, sẽ phá bản nhạc này như sau này. Chia bản nhạc này làm hai phần. Phần đầu tiên gồm 16 câu nhịp, phần thứ hai là phần còn lại. Bản nhạc này hóa biểu này: si, mi, la, dáng, giọng đô thứ, nhịp 4/4. Chúng ta bắt đầu vào phá bài. Có thêm một phần nhỏ Huyền xin chia sẻ, đó là bản nhạc này có rất nhiều trống âm, tuy nhiên trong video hướng dẫn Huyền sẽ không chơi trống âm, tại vì có nhiều bạn sẽ bị gặp trở ngại trong việc tập trống âm. Thế nên bạn nào muốn tập trống âm thì nhìn trong bản nhạc ở đây và tự phá thêm. Tay bên phải này, son, đô, rê, mi, rê, mi, mi, fa, rê, đô, rê. Ngón tay này, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 3. Sau đó, rê, mi, đô, si, đô, si, son. Ngón 4 chuyển sang này, rê, mi, đô, si, đô, si, son. Mình làm lại, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 3. Chú ý này, chuyển ngón 4 sang này, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 1. Câu 2 y như vậy, khác hai nốt cuối thôi. Lại son, đô, rê, mi, rê, mi. Tiếp tục này, mi, fa, rê, đô, rê. Tiếp tục, rê, mi, đô, si, đô, si, đô. Thế thôi. Huyền xin lỗi là cái đàn của Huyền nó có một vài nốt nó kêu chung là nó cũng kiểu muốn ra đi rồi, muốn nâng cấp đàn mới rồi. Nên là mong các bạn thông cảm vì nó sẽ có thêm những cái tạp âm khi mà Huyền thị tấu bài như này. Bên tay trái của mình này, âm đầu tiên, đô, son, mi, bằng ngón 5, 2, 1. Đây chính là hợp âm đô thứ. Tuy nhiên, nốt mi của mình được chơi lên một khoảng 8. Hợp âm thứ hai, pha thứ, tương tự với hợp âm đô. Bậc 3, nốt la, chơi được một khoảng 8. Hợp âm si dáng cũng như vậy. Hợp âm mi hơi dài một chút này, mi dáng, si dáng, son nhấc lên, chuyển ngón tay như vậy. Ô nhịp đầu tiên, dòng thứ hai, la dáng. Tiếp tục, lại lặp lại. Bên tay trái của mình ý, có một cái mẹo để nhớ được là như sau, đó là nó chơi theo quy luật khoảng 4. Từ đô về fa
mi fa chính là quặng 4. Làm lại này. Fa này. Fa lên si quặng 4. 1 2 3 4. Si sẽ về mi 1 2 3 4 nhưng mi đứng dưới này này. Mi về la quặng 4. Đó. Về làm lại này. Quặng 4 này. Đô fa si dáng mi dáng la fa fa với son đi không đó. Bây giờ ghép vào với nhau thì không phải là vấn đề khó, nhưng cái khó ở đây đó là chúng ta làm thế nào để thể hiện ra được cái tính chất legato ở trong bản nhạc này và sắc thái tình cảm của cái bản nhạc này. Bây giờ này, Huyền sẽ ghép hai tay với nhau. Chậm. Son do re, tay bên phải đi, bắt đầu vào mi thì bên tay trái của mình sẽ vào âm đô. Son do re mi bên này vào âm đô thứ. Phía sau này, son do re mi làm lại y như vậy, mi fa re do re có một cái dấu này này, đấy các bạn làm như sau. Nhịp thứ 16. Bây giờ này, kết ô nhịp thứ 16 này. Si do. Sau đó tay bên trái của mình chơi nốt son do. Tiếp tục này. Mi. Tiếp tục này, fa son. Và fa son ở bên tay trái của mình sẽ trùng với re mi ở bên tay phải. Bây giờ mình sẽ làm phần kết nhé. Phần kết cái đoạn 1 đấy. Có nhiều người họ sẽ chơi ngón tay như này, hoặc là sau như này, họ luồn ngón tay lên cũng được, hoặc như này, sau đó luồn lên đây mỗi người thôi nhá. Si do này. Đó, phần này Huyền sẽ thị tấu tay bên phải nhiều hơn một chút. Re mi si do bằng ngón 1 2 4 5. Sau đó lại chuyển từ ngón 5 sang ngón 4.
Đô, đô, rế, si, là. Si là gì? À, vậy nốt si này lại trùng với nốt nhạc ở phần 1 mà chúng ta đã được hướng dẫn vừa qua đấy. Mình làm lại này. 1, 2, 4, 5. 4, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 3. Tiếp tục này. Rê, mi, son, la. Bằng ngón 1, 2, 3, 4. Tiếp tục này. La, la, xí, son, pha, son. La bằng ngón số 4. La, la bằng ngón 4. Xí bằng ngón số 5. Son bằng ngón 3. Pha bằng ngón 2. Son ngón 3. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 3, 2, 3. Đó. Huy làm lại một lần nữa bằng tay phải. 1, 2, 4, 5. 4, 4, 5, 3, 2. Tiếp tục này. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 3, 2, 3. Tay trái. Hai lần như vậy. Tiếp tục này. Dòng thứ ba, ô nhịp đầu tiên. Son, rê, xí, rê, đô, son, mi. Âm son với âm đô. Son, rê, xí, rê, nhắc lên đô, son, mi. Tiếp tục này. Âm pha. Bây giờ Huyền sẽ ghép phần 2 Re Mi Si Do. La dáng bên này Re Mi Si không vào, Do mới vào cùng với nhau. Re Mi Si Do. Có nhiều bản nhạc thì họ viết như này. Re, mi, si, do. Phần tiếp theo này. Phải âm do bên này. Bên này vào re, mi, son, la. Re, mi, son, la. Bây giờ Huyền sẽ làm lại một lượt nữa. Re, mi, si, do. Do, do, re, si, la. Giãn mi ra này. Đấy, tay nhảy lên, phần xuống. Thế. Bây giờ các bạn sẽ ghép phần 1 vào với phần 2 và tập tiếp năm ô nhịp nhỏ ở phần 2 này. Sau đó giai điệu lặp lại son do re mi đó. Thế là hết bài. Huyền nói luôn là Huyền sẽ không làm hướng dẫn hết từ đầu đến cuối bài, bởi vì như vậy sẽ có rất nhiều bạn khi mà mua cái tập bài dạng tự học piano online của Huyền sẽ lười tập bài, sẽ lười ỉ lại, sẽ nghĩ là ôi video hướng dẫn như vậy thì mình cứ tập theo như vậy. Thì như vậy việc phá bài các bạn sẽ bị hạn chế. Cái tập piano online của Huyền thì về phía một vài bài tiếp theo ấy, Huyền sẽ làm hướng dẫn ít hơn một chút. Khi các bạn tự tập bài có vấn đề gì khó khăn, các bạn hãy gọi trực tiếp cho Huyền vào số điện thoại 0976480136 như Huyền đã nói, hoặc inbox trên Facebook Huyền Piano Music Himalaya cho Huyền, và
và Huyền sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Bây giờ nhé, có thêm một cái phần nhỏ nhỏ này mà Huyền có thể Huyền chia sẻ thêm một chút thôi, cũng không biết là có đả động đến ai không. Bây giờ nhé, cái phần này ấy, thì chúng ta chơi ở quãng 8 này. Cái phần này ấy, nếu chơi ở quãng 8 này thì nghe nó bị lặp lại quá nên là Huyền không thích. Có nhiều video trên mạng Huyền thấy các bạn thì cũng vẫn chơi ở quãng 8 này. Tuy nhiên thì Huyền nghĩ là các bạn hãy đổi lên quãng 8 bên trên. Ở cái phần 1 đấy nhá, sẽ đổi lên quãng 8 bên trên. Huyền nghĩ là như vậy sẽ hay hơn. Huyền không nói là các bạn làm như kia là không hay, mà đây là với quan điểm cá nhân của Huyền thôi, là Huyền thích như vậy hơn. Có nghĩa là son do re mi re mi mi fa re do te, cái nốt này chúng ta chơi quãng 8 này. Còn cái phần phía sau đó 8 âm nhịp còn lại chúng ta chơi trên này. Như vậy đó. Huyền xin lỗi nếu mà Huyền đã vô tình chạm vào phải ai đó. Huyền nghĩ là như vậy sẽ hợp lý hơn. Tiếp theo này, và cái phần re mi si do, phần ở giữa bài ấy, các bạn nhớ là chơi nốt nhạc lớn lên. Cứ nốt nhạc đi lên, chúng ta sẽ chơi lớn dần lên, và đi xuống chúng ta sẽ chơi nhỏ dần đi. Cái chỗ mà cái nốt như này này, các bạn nhớ là nó chỉ là nốt phụ thôi. Có nghĩa là tin 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 tin, thì các bạn chơi cái nốt tin tin ấy nhẹ thôi. Còn cái nốt phía sau thứ ba ấy, thì chơi lớn hơn một chút. Bây giờ Huyền sẽ làm lại một lần cái câu đấy nhá. Re mi si do, đây không có gì khó cả. Chú ý này, đấy, có rất nhiều người bị chơi cái này này, nghe rất là thô. Thế nên các bạn nhớ là cái này thì hai nốt đầu tiên chơi nhẹ nhàng thôi, nốt thứ ba thì chơi mạnh hơn một chút đó, và chú ý kỹ thuật legato trong bản nhạc này. Sau các bạn hoàn thành cái bản nhạc này rồi, các bạn có thể đăng lên trên mạng cho Huyền thưởng thức được không?